Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian XTZ880, dòng địa hình cực kỳ cao cấp của Gian. Vâng, đây là một mẫu mới nhất của XTC. Vâng, XTZ880 sử dụng cấu hình cao cấp DOG các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đầu tiên là về hình thức. Em đánh giá chiếc xe này hình thức 85-90%. Thức rất là mới thôi nhé. Màu đỏ đen. À, màu đỏ đen trắng này. Chữ Gian ở thân xe rất là nổi. Gian XTC880. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này, tìm hiểu thêm. Vâng, và khung xe có ghi là 27,5, tương đương với cỡ lốp của xe là 27,5 các bác nhé. Đây, cỡ lốp rất nhiều bác hỏi tại cửa hàng em. Hôm nay nhà em về một chiếc đây, vành 27,5. Thường thì nhà em chỉ về những xe địa hình cơ lốp là 26 thôi. Hôm nay đây 27,5 các bác nhé. Rất là ít về đây. Và nói về bộ vành. Đây, một bộ vành của Italia. Vâng. Của Gian. Vành liên doanh bên Ý các bác nhé. Gian họ hợp tác. Vâng, thì quay luôn bộ lốp nguyên bản của Gian. Thường những xe các bác sử dụng họ thường đi lốp cũ rồi thì họ thường thay, nhưng mà đây lốp nguyên bản của xe đây 27,5. Vâng. May ơ nguyên bản của Gian đây. Vâng. Đùi đĩa trục giống của Shimano DOD. Vâng, rất là cao cấp đây. Đùi DOD trục giống. Khung dây đi âm sườn các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy đây, đi bên trong sườn rất là cao cấp. Đây là hình thức yên và cọc yên rất là mới. Chiếc xe rất ít đi. Ni lông cổ phốt nguyên bản của Gian. Gian đây các bác có thể nhìn thấy. Tay nắm nguyên bản của Gian. Tay nắm sờ rất sướng các bác nhé. Và bộ tay bấm xả nguyên bản của Shimano Reore. Bên này là bên lip, bên đĩa cũng đồng bộ của Shimano Reore. Phanh dầu thủy lực Shimano. Vâng. Tay có sừng nguyên bản của Gian. Các bác có thể nhìn thấy logo của Gian đây. Sừng này cũng của hãng Gian nhé. Được trang bị cặp thụt của dốc sốc của Mỹ các bác nhé. Xe nguyên zin. Đây là bộ vành trước. Bánh trước đây 27,5. Bánh Gian. Và may ơ nguyên bản của Gian đây. Vâng, và xe được trang bị củ đè Shimano Reore với 2, 4, 6, 8, 10 tầng lip và 3 đĩa cho xe tới 30 tốc độ. Vâng.
và khung xe có size M. Bây giờ em sẽ đo size xem size đứng của xe là bao nhiêu. 5 triệu không nhưng cuối cùng nó mua xe 10 triệu. Đây là bản chất người mua bao giờ. Vâng, và xe có size đứng là 46 các bác nhá. Vâng, và khung xe có size M và lốp 27,5. Chiếc xe này phù hợp với các bác từ 1m65 đến trên 1m7. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Xe được trang bị lip 10 tầng đây. Với 3 đĩa cho xe 30 tốc độ lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Đó, chân trù. Vâng, tầng đĩa, 3 tầng đĩa đây. Đùi đĩa trục rỗng DOG, trúng đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Vâng, phanh. Xe sử dụng bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Hình thức đĩa phanh rất là mới các bác nhé. Xe rất là cao cấp của Gian. Gian XTC880. Sử dụng bộ vành 27,5. Nguyên bộ group của Shimano DOD. Sóc dốc sốc của Mỹ. Đùi đĩa trục rỗng DOD đây. Vâng, và em vừa review trong chiếc xe Gian XTC880 và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với giá 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943, lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe mới về bên em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.